Trung Kính, phẩm thứ nhất khổ lụy như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sáng Vệ, tại giường ông cấp cô độc. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Thế Tôn nói như sau: khổ lụy, này các tỷ kheo, là các lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta sẽ từ bỏ chúng. Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Lưỡi câu, tại Xá Vệ. Khổ lụy, này các tỷ kheo, là các lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Ví như, này các tỷ kheo, một người câu cá quăng một lưỡi câu ngắn, có mồi thịt, vào trong một hồ nước sâu, và một con cá có mắt thấy mồi thịt, nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, con cá đã nuốt lưỡi câu ấy, bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị người câu cá muốn làm gì thì làm. Người câu cá, này các tỷ kheo, chỉ cho ma lưỡi câu, này các tỷ kheo, chỉ cho lợi đắc, cung kính, danh vọng. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, thọ hưởng, ái luyến lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến. Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, được gọi là tỷ kheo, đã nuốt lưỡi câu của ác ma, bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì làm. Như vậy, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập như sau. Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Con rùa, tại Xá Vệ. Khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Thổ xưa, này các tỷ kheo, trong một hồ nước, có một gia đình con rùa sống tại ấy đã lâu ngày. Rồi này các tỷ kheo, một con rùa nói với một con rùa khác: này rùa thân mến, chớ có đi đến chỗ ấy. Con rùa này: này các tỷ kheo, đi đến chỗ ấy, và một thợ săn phóng trúng nó với cây lao có dây. Rồi con rùa ấy đi đến con rùa kia: này các tỷ kheo, con rùa kia thấy con rùa này từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với con rùa này: này rùa thân mến, có phải bạn đi đến chỗ kia? Này rùa thân mến, tôi đi đến chỗ kia. Này rùa thân mến, bạn có bị thương, bị bắn trúng không? Này rùa thân mến, tôi không bị thương, không bị bắn trúng, nhưng có sợi dây này dính theo trên lưng tôi. Này rùa thân mến, bạn thật bị thương rồi, bạn thật bị bắn trúng rồi. Này rùa thân mến, chính do vật dụng của người thợ săn này mà cha bạn và ông bạn rơi vào bất hạnh, rơi vào tai họa. Nay bạn hãy đi, rùa thân mến, nay bạn không còn thuộc chúng ta nữa. Người thợ săn: này các tỷ kheo, chỉ cho ác ma cái lao. Này các tỷ kheo, chỉ cho lợi đắc, cung kính, danh vọng. Sợi dây: này các tỷ kheo, chỉ cho hỷ tham. Tỷ kheo nào: này các tỷ kheo, đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng, hưởng thọ và ái luyến, vị ấy, này các tỷ kheo, được gọi là tỷ kheo bị lao đâm phải, đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì làm. Như vậy, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng,
thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập như sau. Đối với lời đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lời đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải tu học. Lòng dài. Tại xá vệ. Khổ lụy. Này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chứng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Ví như, này các tỷ kheo, một con dê cái lông dài, đi vào một khóm cây cai gốc, chỗ này, chỗ kia, nó bị mắc dính vào, chỗ này, chỗ kia, nó bị mắc dướng vào, chỗ này, chỗ kia, nó bị trói buộc vào, chỗ này, chỗ kia, nó bị rơi vào bất hạnh, tai họa. Cũng như vậy, này các tỷ kheo, ở đây, có tỷ kheo bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm. Vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để thất thực, chỗ này, chỗ kia. Vì ấy bị mắc dính vào, chỗ này, chỗ kia. Vì ấy bị mắc dướng vào, chỗ này, chỗ kia. Vì ấy bị trói cột vào, chỗ này, chỗ kia. Vì ấy bị rơi vào bất hạnh, tai họa. Như vậy khổ lụy, này các tỷ kheo, là lời đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập như sau. Đối với lời đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lời đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Trùng phẫn. Tại xá vệ. Khổ lụy. Này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chứng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Ví như, này các tỷ kheo, một con trùng phẫn, ăn phân, đầy những phân, tràn ngập những phân, và trước mặt có một đống phân lớn. Nó khinh miệt các con trùng phẫn khác và nói, ta ăn phân, đầy những phân, tràn ngập những phân, và trước mặt ta, có đống phân lớn này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây, có tỷ kheo bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm. Vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào làng hay thị trấn để cất thực. Vì ấy tại đây đã ăn uống no đủ, là được mời vào ngày mai, và bình bát của vị ấy được tràn đầy. Vị ấy đi đến ngôi giường tịnh xá, và giữa chúng tỷ kheo khoe khoang như sau: ta ăn uống no đủ, là được mời vào ngày mai, và bình bát này của ta tràn đầy. Ta nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các tỷ kheo khác, công đức ít, ảnh hưởng ít, không nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Vì ấy bị lời đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm, khinh bị các tỷ kheo chánh hạnh khác. Này các tỷ kheo, như vậy sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ lâu dài cho kẻ ngu si ấy. Như vậy khổ lụy, này các tỷ kheo, là lời đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập như sau. Đối với lời đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lời đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Xét đánh. Tại xá vệ. Khổ lụy. Này các tỷ kheo, là lời đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chứng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Như thế nào, này các tỷ kheo,
xét đánh, được ví như một người hữu học với tâm nhiệt thành, khi bị các lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến. Này các tỷ kheo, xét đánh chỉ cho lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến. Như vậy khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập như sau. Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Trúng độc, xá vệ, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Như thế nào, này các tỷ kheo, bị mỗi tên độc bắn trúng được ví như một người hữu học với tâm trí nhiệt thành, khi bị các lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến. Mũi tên, này các tỷ kheo, chỉ cho các lợi đắc, cung kính, danh vọng. Như vậy khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập như sau. Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Con giả can, xá vệ, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Các ông có nghe chăng? Này các tỷ kheo, trong ban đêm, khi trời gần sáng, có con giả can đang tru lớn tiếng. Thưa có, bạch Thế Tôn. Đó là con giả can già. Này các tỷ kheo, bị mắc bệnh ghẻ lở, không thoải mái trong những chỗ quan vắng, không thoải mái với những gốc cây, không thoải mái tại những chỗ lộ thiên, chỗ nào nó đi, chỗ nào nó đứng, chỗ nào nó ngồi, chỗ nào nó nằm, tại các chỗ ấy, nó cảm thấy bất hạnh, tai họa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối. Tâm bị xâm chiếm, không thoải mái trong những chỗ quan vắng, không thoải mái với những gốc cây, không thoải mái tại những chỗ lộ thiên, chỗ nào vị ấy đi, chỗ nào vị ấy đứng, chỗ nào vị ấy ngồi, chỗ nào vị ấy nằm, tại các chỗ ấy, vị ấy cảm thấy bất hạnh, tai họa. Như vậy khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập như sau. Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Cùng phong xá vệ, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Trên thượng tầng hư không, này các tỷ kheo, có gió thổi mạnh, gọi là cuồng phong. Con chim đi đến chỗ ấy, bị cuồng phong thổi bạt đi, bị cuồng phong thổi bạt đi, các chân đi một ngã, các cánh đi một ngã, đầu đi một ngã, thân đi một ngã. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực. Thân không chế ngự, lời nói không chế ngự, tâm không chế ngự, niệm không an trú,
các căn không chế ngự. Vì ấy thấy các phụ nữ mặc y phục không đứng đắn, không khéo che đậy. Vì ấy thấy các phụ nữ mặc y phục không đứng đắn, không khéo che đậy, bị tham dục công phá tâm vì ấy. Do tham dục công phá tâm, vì ấy từ bỏ học tập, trở lại hoàng tục. Rồi có người lấy y phục, có người lấy bình bát, có người lấy tọa cụ, có người lấy ống kim của vị ấy, chẳng khác gì con chim bị cuồng phong thổi bạc. Như vậy, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập như sau. Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Kinh Giới Bài Kệ. Tại Xá Vệ. Khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chứng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Ở đây, này các tỷ kheo, ta thấy có người bị sự cung kính chi phối, tâm bị xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào khổ xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, ta thấy có người bị sự không cung kính chi phối, tâm bị xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào khổ xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, ta thấy có người bị cả hai cung kính và không cung kính chi phối, tâm bị xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào khổ xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp, để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập như sau. Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Ai khi được cung kính, thì không được cung kính. Trong cả hai trường hợp, tâm định không lay chuyển, sống hạnh không phóng dật. Tâm thường nhập thiền tư, với tâm tưởng tế nhị, chánh quán các sở kiến, không còn lạc chấp thủ, được gọi bậc chơn nhân.